những điều khiến bạn cảm nhiên ở nơi công cộng. Thứ nhất, xịt nước hoa quá nồng. Các bạn biết không, nhiều khi mà Linh chạy xe máy có những bạn chạy trước Linh mùi nước hoa nồng nặc luôn. Rồi Linh đang mệt mình thổi cái muốn nhức đầu té xỉu luôn á mọi người. Có mùi thơm thì tốt nhưng mà thơm quá thì nó cũng kém duyên. Hôm nay mình sẽ thử cái bộ đôi lotion và body mist của nhà Malisa Kid đến từ Thái nha. Mình sẽ thử cái mùi Combi Baby. Trời ơi, về packaging đó tao nói cái màu xinh quá trời luôn. Cái mùi Combi Baby này mùi nó ngọt hơn thơm á của hoa mộng lê này, phúc bùng tử với hoa lan tây và xả hương. Cái mùi nó sang chảnh lắm nhưng mà không có bị nồng như nước hoa. Bạn nào mà da bị khô á thì mình khuyên xài cái lotion nha. Mùi thì cũng y chang như chai body mist thôi. Trước khi thoa mình nên làm ấm cái bàn tay để mình thoa cho nó thấm nhanh hơn. Nhận cái mùi nó thơm mà mình ngửi cảm thấy thư giãn ghê luôn á, mà cái chất kem nó lại thấm khá là nhanh nữa. Tầm 5 phút là cái da của mình sợ trời ơi nó mướt mịn như là da em bé luôn á mọi người. Cái bộ đôi này giá hơi bị học sinh sinh viên luôn á nha. Ngoài cái mùi này ra còn có những cái mùi khác nè, như là sweet poison là trái cây nhiệt đới và quả đào. Crazy Love là hương cam chanh nè, táo xanh, hoa hồng và hoa nhài. Lost in Paradise, hương quả mọng, quýt đào, hoa trinh nữ và gỗ thông. Tha hồ mà mấy chị em lựa chọn nha. Có những bạn gái á, nhìn rất là xinh đẹp luôn. Tuy nhiên khi mình gần thì một cái mùi cơ thể rất là khó chịu. What a shame. Đẹp thôi vẫn chưa đủ, cần phải sạch và thơm nữa cơ. Mình thấy hai em xịt thơm body mist của nhà City Girl này á, giá học sinh lắm bằng có 3 đi trà sữa à. Mùi đầu tiên á là mùi Love Bloom, là mùi của hoa hồng nè, tinh dầu cam và vani. Vừa xịt lên tóc và body được luôn, vừa tiện mà mùi nó thơm dịu nhẹ lắm, không có bị nồng nặc như nước hoa đâu. Khá là thích hợp sử dụng trong mùa hè nè. Trời ơi cái mùi nó dễ thương giống như cái mùi hương hoa cỏ đó, rất là tươi mát nhẹ nhàng luôn. Với cái nồng độ tinh dầu trung bình á cho nên là cơ thể mình nó vừa thơm mà nó không gây cảm giác khó chịu cho người đối diện. Mùi tiếp theo á là cái mùi Magic Dream, là hương hoa trắng nè, hương vải thanh mát và hổ phách amber. Mình thấy ghi á là luôn hương đến 4 tiếng mà mình sẽ thử từ 9 giờ sáng đến 3 giờ trưa là hơn 6 tiếng mọi người vẫn còn nghe mùi thơm luôn. Chai này là kết hợp giữa lotion dưỡng thể và nước hoa cho nên là xịt lên da mình không có sợ bị khô. Ai mà hỏi Linh nó thích chai nào hơn thì thật sự Linh không biết câu trả lời luôn, tại hai chai mùi nào cũng thơm mà dễ thương hết á. Lên quần áo thì Linh thấy nó thơm nửa ngày, còn mà xịt lên tóc là nó thơm nguyên một ngày luôn. Là phù hợp cho các bạn mà đang đi học hoặc đi làm luôn á. Mà nói gì thôi, đừng có làm biếng không ngoài đầu xịt lên cho tóc nó thơm nha, quýnh á.